Thưa sư, anh trai con đi tu gần 30 năm. Nhưng trong thời gian tu, ảnh có qua lại với một nữ Phật tử và có con. Con của anh năm nay 18 tuổi, giữa anh và nữ Phật tử đã chấm dứt từ lâu. Anh nói với con là sự việc đó như một tai nạn. Việc này được che giấu và anh vẫn là một tu sĩ bình thường cho đến bây giờ. Vậy thưa sư, anh của con có còn được gọi là tu sĩ hay không? Và con có cần cung kính anh như một vị thầy hay không? Thưa quý vị, là trong một vị tỳ kheo ấy, nó có bốn cái giới với cộng trụ, tức là khi mà anh phạm vào đó thì nó giống như là một cái người bị chặt đầu, không thể sống lại được nữa, và con người đó sẽ không thể tồn tại trong tăng đoàn. Dù cho vị ấy có cố tình đắp y thì cũng không còn là tỳ kheo nữa, mà vị ấy còn phạm thêm một tội nặng nữa, đó chính là trộm trộm tướng mạo tỳ kheo ha, trộm tướng mạo tỳ kheo, tức là không phải là tỳ kheo mà vẫn tiếp tục mạo danh tỳ kheo. Và khi ấy tất cả những gì mà vị ấy ăn, tất cả những gì vị ấy uống, tất cả những cái y áo vị ấy mặc, tất cả những vật dụng vị ấy xài, tất cả những chỗ vị ấy ở đều là ăn cướp của Tam Bảo. Tức là những vật đó thí chủ họ dâng cho các vị tỳ kheo, phục vụ cho các vị tỳ kheo trên con đường tu tập. Nhưng mà chúng ta không phải, khi mà vị ấy không còn là tỳ kheo mà vị ấy vẫn sử dụng những cái thứ tài sản đó, tức là vị ấy đang ăn cướp tài sản của Tam Bảo. Và cái lỗi này nó nghiêm trọng vô cùng. Do đó, kể từ thời điểm mà một vị tu sĩ phạm cái tội tăng tà, phạm cái tội bất cộng trụ, kể từ thời điểm đó, dù cho có ai biết hay không có ai biết, có hối hận hay không hối hận, có sám hối hay không sám hối, thì vị ấy vẫn không còn là tu sĩ nữa.